Thôi em thấy là mình không nên như vậy. Hai người thôi. Buông buông đi em, để em đảo lên nha. Rồi đảo đi. Rồi. Được không, nói em nghe để em lo nghe chị ba. Được. Hôm nay mấy chị em tụi mình đi thả cá chép vào cái ngày mà đưa ông tới về trời, thì mong là ba con cá chép này sẽ đại diện cho hai ông tới với một bà táo để mà về tâu tâu lại với quan thượng Ngọc Hoàng. Tâu giùm con nghe. Là nguyên năm nay con đi thiện nguyện gắt lên tốt. Không, năm nay á là con nhà con dễ thương lắm á. Về nói giùm con nha. Chưa nha, từ từ. Rồi. Chị. Bước xuống không? Đúng nha. Hai ông táo một bà táo. Em nhớ là nhớ chưa? Sự tích ông táo bà táo chưa? Để chưa. Rồi. Con ngăn không biết rồi kìa. Em không biết. Lát nữa. Chưa nghe chị. Chưa nghe chị ba đợi em xíu. Đi. Hơi bị lúng rồi. Phan. Dịnh. Dịnh nhìn chị. Tăng cái quần nhẹ ai lên. Mặc dù đất nó rất là cứng nhưng mà không chịu nổi chị luôn. Được không chị? Được cưng ơi, nhưng mà bị lúng á nha. Hai. Rồi hai cưng có cầu nguyện gì thì cầu trong ngày đưa tới gì trời nha. Thả nhẹ nó xuống. Chưa chị. Dạ. Yeah. Ông táo bà táo nhớ tâu cho con là năm tới làm thiện nguyện nhiều nhiều nha. Hey. Thả hai ông trước. Bà lội theo sau. Bà lội theo sau đây. Rồi đi nha. Bye bye ông táo bà táo. Rồi. Rồi, em lên trước đi. Hai chị trước đi nha. Vàng bước qua bên này cho đỡ lúng nè. Gì con? Bên này đỡ lúng, bên đây đỡ lúng nè. Bên này hàng ăn. Bên này đỡ lúng nè, nó cứng nè. Được không? Được rồi, ngăn ơi, chỗ này đi. Rồi, đi đường đó. Được rồi. Chị ba. Hey. Chạy. Hình như cái này hình như tăng cân nữa thì phải. Nè. Nó có bị hơi. Để em lên, chị ba lên, chị ba đừng sợ. Nặng lắm. Được rồi, chị lên được rồi. Lên ngay ngay. Ôi. Yeah. Vui quá. Chị thấy nhẹ như giống như gò. Giống lắm tiếp. Thằng là đẹp quá đi. Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì bốn chị em tụi mình thật sự rất là vui luôn các bạn nha. Khi mà vào những cái ngày như là 23 tháng 12 là cái ngày mà đưa ông táo về trời, thì hôm nay mấy chị em cùng với lại các em nhỏ sum họp về lại nhà để mà mình sau bao ngày đi thiện nguyện thì cuối cùng hôm nay mình cũng được về nhà để mà đưa ông táo về trời. Thì giờ này chắc ông táo với bà táo cũng đang đợi mấy chị em tụi mình lắm rồi. Nói sao mà mấy đứa này đi đâu mà tới giờ nó mới về. Nên là giờ là phải đưa giết mới được để ông bà còn về chảnh để mà tâu cho Ngọc Hoàng nữa. Nếu không mà lâu quá chắc ông bà nghỉ về luôn chị ơi, ở đây ăn Tết với mình luôn á. Như là chết luôn á. Ngày hôm nay thì cũng như mọi năm, mấy năm trước thì mình có nấu chè đậu trắng nè, chè đậu đen, rồi chè đậu đỏ. Năm nay mình quyết định là mình sẽ nấu chè đậu xanh để cho mình có một năm thật là xanh nơi là xanh luôn nha. Xanh tươi. Đây là cái đậu xanh, với lại đậu xanh thì nấu nó cũng nhanh á, mà cái món chè này thì ăn nó dễ, ai cũng thích hết. Ngoài ra thì còn có thêm bột khoai nè, có nấm mèo nữa. Đặc biệt là mình cũng dâng lên cho ông bà một ít hoa. Vào cái ngày này, ngày này ở quê mình á hay là mọi nơi luôn, ai cũng sẽ cúng để mà đưa ông táo về trời hết á. Rồi mình thả cá chép, đó là cái phong tục hàng năm của mình. Đừng nhỏ quá. Xanh mình sẽ nấu chè nha. Hôm nay có một cái món chè rất là xuất sắc luôn. Mát nữa. Dạ. Ăn chè đậu xanh mát. Đây là hoa. Ăn chè đậu xanh là mát ơi là mát luôn. Rồi. Ở nhà của em á thì không có nấu chè mà chỉ cúng buổi tối á, cúng bánh thôi à. Như lại chị lỡ sáng ra 5 giờ thức cúng ổng rồi. Chị hả? Ổng chưa thức nữa, kêu ổng dậy thức ổng đi chơi. Nghe chị ba nói mà tại sao mà mát mình không cúng buổi trưa cái mình ăn chè cái mình mát
rượi luôn. Tại vì sợ về trễ. Không biết bên chị ba sao ha, bên em thường ta cũng buổi tối không mời, lại ta lấy cái dừng nhang ra người ta đốt á. Chủ yếu là đường cái gì trời là buổi tối ai cũng mua bánh tay để cúng hết trơn. Tại vì biết sao không? Nấu chè nấu. Tại vì chị đi sáng đang chị... ngủ cái dở mùng kêu ông Táo ở vậy đi con. Vậy là ông Táo mất tiêu luôn. Ông Táo mà về trời là ông Táo nói là ông Táo đang buồn ngủ nên là không biết là nhà chị ba sao hết nên thôi năm sau ông Táo đâu luôn đó. Không. Xong rồi cái ông Táo ngủ dậy ông Táo mất đó mà còn hơi buồn ngủ đó. Cái chị cho viên kẹo khô ne mát lạnh tỉnh ngủ. Bay luôn, bay thẳng từ đây lên tới chợ luôn, phải cầm gọi cá chép. Cái này sao chị? Cái đó mình để gì đi. Ai may mắn là sẽ trúng cái đó. Sao mà lúc mà mình mua về thì nó teo héo ha. Mình ăn cái nó xanh tươi để liền vậy. Tại vì nó khô. Có một số mình phơi khô rồi cái mình ngâm nó không có tươi hả chị? Ví dụ thôi bỏ qua đi chứ An à. Chị cưng, ví dụ đi, mứt cho cưng, bánh mứt đó. Dạ, cái đó, cái đó chị chịu ngâm đi thì nó cũng nở nữa. Nhưng mà được cái ăn được. Có rất là nhiều trọng trách không giao, giao cho em cấm bông, đó là một sai lầm của mọi người. Này mình sẽ cấm một bình hoa để mà đưa ông bà Táo về trời nha các bạn ơi. Mình thì không có biết cắm bông, cắm đại thôi à, hy vọng là nó sẽ đẹp. Chị An biết cắm hoa, chị An không cắm. Cười. Cắm cho em đó. Em cắm đại luôn. Hy vọng là nó sẽ đẹp. Em cũng diễm được chứ ông mày, em không có khéo được chị ơi. Hy vọng được chứ. Mà mấy cái thẩm mỹ nhẹ nhẹ nè em không làm được. Làm thì được mà nó không đẹp. Hôm nay là mình chỉ cắm là bông cúc thôi, tại về trễ quá người ta không có bán bông gì khác nữa trơn á. Cúc màu tím. Cái hoa này cũng bông cúc luôn. Bớt cái lá. Nãy giờ thì mấy chị em nấu lẩu nó cũng mềm rồi, bây giờ là cho nước sốt vô nha. Trời ơi, nó gần giống chè rồi đó, nãy là lẩu luộc chứ giờ lại ra chè. Để bột khoai vô luôn hả chị? Chị em cái bột khoai này có nhiều quá so với cái lượng nước vừa không chị em? Chị em cho hết bột khoai vô luôn nhé. Rồi luôn rồi, cạn nước nữa rồi. Hết nước rồi. Chị em hồ biến ra thì miếng dừa nó đi. Được, mà ôi đây, đây là nước dừa của chị em vừa mới biến tấu. Ý nó lại giống chè rồi nè. Cái thật nguyên. Biến hình. Vậy này là sắp sửa thành một nồi chè hoàn chỉnh rồi. Ý mà chưa, mình chưa có để đường. Đây là cái nồi của Ngân nãy giờ nha, cho đủ loại vô trơn rồi, rất là đẹp luôn, nhưng mà thiếu một thứ. Đó là gì? Nấm mèo. Để cái này vô nó sực sực á, thằng chè đậu xanh mà có cái này nữa nó mới ngon. Ôi ôi.
rồi. Chị đang âm thầm lặng lẽ để nói những cái lời khấn vái để trong táo bà táo. Sao rồi? Hồng cảm với ngăn có nói gì không? Dạ có. Nói trong lòng. Nói trong lòng. Khấn hơn táo mà lên chợ nói mấy chuyện tốt tốt thôi, còn mấy chuyện mà buồn đừng nói. Khi nào mà hết nhen ông táo bà táo đi về rồi thì mình mới được ăn vàng. Đúng rồi. Dạ, mình đợi nha. Dạ. Ông táo là ngon lắm á chị. Đây đi nhanh lắm á. Nhen bay kìa. Chiêu chiêu chiêu. Dạ. Trời ơi. Vừa thôi. Em thích béo. Ghen vậy không? Dễ lên. Đúng không? Dạ mấy ngon. Chị biết được. Con thích béo. Dạ. À, ngày hôm nay thì là ngày đưa ông Táo về trời. Thì mấy chị em tụi mình có nấu cái món chè đậu xanh để mà đãi ông Táo bà Táo, thì cũng đãi các cô chú anh chị các bạn luôn. Chúc cho mọi người có một năm mới dồi dào sức khỏe nha. Còn bây giờ thì cùng với lại mấy chị em tụi mình và mấy đứa nhỏ thưởng thức cái món chè. Xin mời mọi người. Ở phía sau ăn chè nãy giờ có ngon không? Đừng nhìn em. Có thích không? Ủa chè nước cốt nhiều dữ ta. Ôi, ăn chè đậu xanh là phải ăn nước cốt nhiều gì nè. Dạ. Ai thích nước cốt thì lại cốt nha. Nước cốt em đậu. Thì thêm miếng nữa đi con. Dạ được rồi. Nó béo. Nó béo. Nó béo gùng mình luôn. Nó béo hả? Ủa nó mát. Ôi. Ăn tới đâu rồi nó mát rần rần tới đó. Hình như nghe nói ăn chè đậu xanh mát lắm không chị? Mát. Mát lắm luôn. Cái bờ hồ mát quá. Hôm nay mấy con vịt nhà mình lớn rồi. Còn 7 ngày nữa thôi. Ủa không phải 6 ngày nữa thôi là tới Tết rồi đó chị. Mau quá. Mới là thêm tụi mới nữa. Hôm nay cho ba mau quá. Chả thấy gì chị thấy già. Chả thấy gì chị thấy già. Hồi năm trước nghe là bông trồng ở trên đây nè. Tự nhiên năm nay đi về xuống dưới ha. Ra kìa. Tự nhiên năm nay nhà có thêm mấy con vịt với lại cá nữa. Nó lác bác chỗ rồi kìa. Cái này nữa mình đi bán được. Này là cắt nữa rồi bán. Cắt rồi mình bán được bữa 27. Năm sau rút kinh nghiệm trồng ở trong chậu. Trong chậu có thể chưng lâu. Mình trồng sớm nếu mà bán 23 này được nè. Bán cho người ta cũng mong bà. Tới sớm. Bán 27, 28 được. 27, 28 không? Cúng ăn rước ông bà đó. Rước ông bà chị. Ngồi rước ông bà nữa mà. Mùng 3 nữa. Mùng 3 là ra mắt ông bà. Ra mắt ông bà. Cảm giác ăn chè thì nó ngon hơn trong nhà. Cái nhân nó mát. Béo. Ngon. Sực sực luôn bà. Chè ăn chè ông chổng ra nóng rồi tới đây ngủ hết luôn. Em mấy cá em muốn giữ gì chén chè không? Em muốn giữ nhiều trắng chè không? Dạ không. Chị chỉ cho. Mấy đứa này đang nói gì mà vui quá trời. Mấy đứa được đi ra ngoài để vui vậy đó. Mau quá. Vài bữa cái lớn điện điện có bông nữa ta. Quay qua quay lại cái hết năm, quay lại hết năm. Mau ghê. Mình cảm nhớ mấy năm chưa? Dạ. Mấy năm à? 4 năm rồi vậy. Năm mai là năm thứ 5 á. Em 2 năm nhưng mà 3 cái Tết. Còn em là 5 cái Tết, lúc nào cũng có mặt em. Chị 1 năm nhưng mà 2 cái Tết. Trời ơi, em già theo thời gian gì vậy? Trời ơi, em già nhất luôn hả chị? Ôi, không phải tin nổi. Nếu mà đáng lý ra nha, nếu mà tính theo mà thời gian mà vào kênh là chị ba với lại Ngân phải kêu bằng chị mới đúng. Chị cảm. Đúng rồi. Chị cảm ấy, chị cảm. Đúng đúng là tính chất về công việc á là xưng Hồng Cảm là ông chị. Nhưng về giới tuổi tác là lớn. Ngược lại. Đúng rồi, em bé ba ơi, kêu chị đi. Giới thôi. Vậy thì mình phân biệt rõ ràng đi. Giờ đi làm á thì kêu Hồng Cảm bằng chị. Thôi đi ra ăn uống á thì kêu Hồng Cẩm bằng em, tại vì mình đi làm nhiều hơn mình đi ăn uống. lỡ không chịu. Em rồi, chịu em bé ba ơi kêu chị đi. Chị cảm là làm đi cái này lì xì nha, làm nhỏ không có lỗ.
Tết thì Cẩm đi xì cha, làm nhỏ không bao giờ lỡ. Đây, ngăn. Tết đánh quần đánh áo kêu chị Cẩm ngồi bằng giữa. Bánh ta lại lì xì. Bánh lì xì mới được à. Tại mình lớn. Làm lớn đổ đủ thứ hết trơn. Lì xì cho 2.000 luôn. Gì? Cho 2.000 luôn. Ngon. Tôi nấu á. Ăn nhiều nhiều một chút. Trời. Ê, ngọt không? Dạ không. Ừ, chị biết khẩu vị của Cẩm không ăn ngọt. Đúng rồi. Ừ. Chị bỏ đường á. Vậy em lì xì chị 3.000. Tăng được thêm 1.000 nữa. Nói vài câu nữa đi, em tăng thêm xíu nữa. Cười. Wow. Đẹp quá à. Vậy 5.000. Trời ơi, có cần lì xì mà bắt chắc không? Không được như ba nè. Phần bao lì xì của Cẩm nó quan trọng quá. Tại vì đó giờ chưa ai lì xì. Có. Mắc cười quá. À, ngày hôm nay thì mấy chị em cùng với lại tụi nhỏ đó. Tì nó lẫn vậy tì. Xin lỗi, mắc cười quá. Tì nó lấy nước rửa. Ăn xong rửa tại chỗ luôn à. Ngày hôm nay là cái ngày đưa ông tới về trời thì mấy chị em tụi mình sum họp rất là vui luôn các bạn ơi. À, nếu mà các bạn thích ấy, thì nhớ like đăng ký để ủng hộ cho nhóm tụi mấy chị em tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.